Quán coi cũng đẹp quá ta. Uống gì? Cho ly cà phê coi anh sợ vợ. Tôi sẽ chứng tỏ cho anh biết tôi không sợ vợ. Tiến xa, pha một ly cà phê cho khách. Ê, kêu ai vậy? Tôi nói cô á, pha một ly cà phê cho khách nhanh lên. Ông ngon kêu lại lần nữa coi. Tôi nói cô á, pha một ly cà phê cho khách, nghe chưa? Trời ơi, bữa nay mang gan cọp hả? Không dám sai tôi hả Mộng Hương? Tôi sai cô đó. Trời ơi, tới xuống là Mộng Thường. Ơi là Mộng Thường. Đi vô đây, nhanh lên. Mẹ. Trời ơi, tôi chồng chứ. Thì ra nó cũng là thằng sợ vợ thôi. Gồng chi cho nó mệt. Thường ơi. Kiếm Thường hả? Tôi kiếm anh Thường có liên quan tới anh đâu. Vợ đang quánh cho ổng quánh bầm dập luôn. Ai quánh ai? Vợ ổng quánh ổng. Làm gì có chuyện đó. Trời, vậy kế hoạch của mình sao ta? Kế hoạch gì? Kế hoạch gì kệ người ta. Kế hoạch quá gia đình được không? Tôi tí tôi nói là bây giờ là tôi á, là con vợ tôi nấu cháo gà cho tôi ăn. Xong cái bây giờ tôi đem một phần qua cho anh Thường ăn có được không? Phải không? Sao không phải? Anh nói anh nghi ngờ đúng không? Anh nghi ngờ tôi là tôi ở nhà tôi sợ vợ đúng không? Nè, tôi chứng minh cho anh biết nha. Tôi không bao giờ sợ vợ. Ở nhà tôi nói một tiếng, con vợ không dám trả lời tiếng thứ hai. Vợ đó. Ghê vậy đó hả? Trời, tôi chỉ cần nó thèm cháo gà thôi là 5 giờ sáng dậy đi mua gà, mua gạo gì nấu cháo tôi ăn liền. Đừng dân mặt. Minh Quang. Minh Quang. Kìa. Yeah. Trời đất ơi. Đem cà mơ đi đâu vậy? Hả? À? Anh dở mặt hả? Anh nói anh nấu cháo tôi ăn mà anh đem còn bên đi đâu? Hả? Cháo nè. Anh đem cho cô nào? Có cho ai đâu, tại vì nấu xong mà tính múc ra đem đi đưa cho em ăn mà chưa kịp đem. Anh lý sự với tôi hả? Anh lý sự phải không? Đây nè, cháo còn y nguyên nè, tính đem cho cô nào? Có đem cho ai đâu. Bước ra về nhà liền. Đi gì? Trời ơi, nó tự nó nấu mà nãy giờ nó đồn, nó la vợ, nó nấu cho nó ăn, nó làm thấy ghê quá. Kệ người ta. Tôi nấu cho vợ tôi ăn, bắt mớ cho anh. Cái này là tôi không phải tôi sợ vợ tôi, mà tôi nể, tôi thương vợ tôi thôi. Đừng nói gì, bước về. Đi. Dạ. Biết tại tôi chứ. Ơi tạm biệt ông sợ vợ nha. Thì ra hai ông này là hai ông sợ vợ. Cuộc đời không ai như thằng này. Ê Chiến Hữu, phải pháo gì đi chứ. Thôi qua đây ngồi anh ơi. Ê cái gì vậy? Mấy người này lạ ha. Tự nhiên gặp tôi xa lánh tôi là sao? Trời ơi, tự nhiên xa lánh với bộ nghi thơ không biết vậy anh. Tụi tôi á không có chơi với mấy người đánh vợ. Mấy anh nói chuyện vô duyên. Vợ tôi đánh ai đâu như mấy anh sợ vợ bị vợ đánh hoài. Tôi nói cho anh biết nha, tụi tôi không phải là sợ vợ mà là tụi tôi thương vợ. Đúng, với lại vợ tụi tôi sợ mắc mớ tới anh. Không như ai kia suốt ngày đánh vợ hoài. Nè, có ngon, bữa nào ra đường cũng vợ người ta kìa. Mới hay, mới bảnh. Vợ mình. Thôi, anh Thường ơi, em cảm thấy em ngồi ở đây em bực bội khó chịu lắm kìa. Mấy mình đi chỗ khác đi. Ê khoan, bây giờ hỏi có bán cà phê không? Không bán. Quán này không bán cho những người đánh vợ, những người kém văn minh, không bán. Thôi mình đi ông Mộng Thường ơi. Đi. Nè, đánh vợ hoài đi nghe chưa. Bữa nào á, bỏ đi luôn cái lúc đó ân hận. Lúc đó ân hận.